cha biết chừng nào cho em nổi. Bộ thấy cũng có nữa, chắc gì ấy là không? Chắc gì? Chắc gì em? Lung tung trung ương tự trung ương cái địa phương thôi. Giờ nó mới hồi đó xài dần tuần số ta bỏ nhà gì mất tiền. Đây là mới đẹp nè. Đâu làm gì? Đi qua Campuchia đó. Bà đi vô thành phố gì đó. Bà cái đá banh. Đá banh giờ vừa rồi là một số để cầu, để cầu. Thế gió gì đâu phải quá. Thế gió được. Đây là một cái đường phố mà rộng rãi và lớn nhất. Quý vị xem, đây là cái đường phố, tức là cái đường này nó nằm ở trong cái phố quý vị. Ở đây là cái khu chợ nè. Khu chợ này là đường, là phố chợ, kêu gọi là đường phố chợ. Đây là ở trên, là mình ngó xuống mình thấy một cái đường mà người ta đã bán hàng đầy đủ luôn. Đây là trên lầu, là cái thuộc về cái cổng A. Vì cái cổng A, cái khu A đó, người ta bán hàng rất là nhiều ở trên này. Bán đủ thứ các cái loại hàng luôn. Nhưng mà cái khu này mình thấy người ta đến đây người ta mua thì cũng hơi nhiều. Cái khu này bà con người ta đến đây người ta cũng lựa chọn để người ta mua. Còn có những khu khác thì không có người. Chẳng hạn như cái khu giày dép này là người ta vẫn dạo dạo người ta đi tìm cái nào mà người ta thích nhất thì người ta mua. Ở trên này người ta bán hàng rất là nhiều. Thứ nhất là cái khu này là khu giày dép, cái gì đủ loại luôn, mà đa dạng đủ màu luôn. Mà có nhiều chỗ thì người ta cũng ngồi không, cũng chưa có bán được cái món hàng nào. Đây là cái khu giày dép đủ thứ, đủ loại màu luôn. Chỗ này là cái gian hàng bán quần áo. Đi vòng vòng quanh cái khu này thì vẫn còn là bán giày dép. Quý vị thấy rất là đa dạng không? Khu này thuộc về là cái khu chợ lồng. Mình ở trên mình nhìn xuống thấy chung quanh là người ta bán thì rất là nhiều, nhưng mà người mua thì ít. Người mua thì ít, nhưng mà nhìn xuống dưới á, cái đó là chợ lồng, cái khu ở dưới, lầu dưới quý vị à. Nhìn xuống thì cũng ít có người mua thôi. Chợ thì có, người bán thì nhiều, mà người mua thì ít. Đây là con cá bóp nè. Đây là con cá bóp, nó to.
Người này thì bán cá bóp, nhưng mà để con lớn quá thì người ta không có mua nổi. Bây giờ bà chủ này là phải xẻ ra từng miếng dễ bán. Đấy. Xẻ ra từng miếng như vậy đó là dễ bán hơn. Chứ còn để nguyên một con là ít có ai mua nổi. Mà muốn mua nổi là chỉ có cái nhà hàng là một, dịch vụ tiệc cưới là hai, là người ta mua nguyên con để người ta về người ta phân ra và người ta chế biến để phục vụ cho nhà hàng tiệc cưới. Còn ở đây là mấy cái đường ở dưới lầu. Cái đường này là bà con người ta ra vô trong chợ. Đây là nhiều cái loại cá mà ở biển mới lên. Phố chợ gần Tết rồi mà vẫn còn thưa người. Thời điểm này mình thấy phố chợ thì vậy, nhưng mà không biết gần Tết rồi có nhộn nhịp hay không thôi. Khu này là khu bán vàng. À, cái khu này là cái khu ăn uống. Khu này là cái phần ăn uống không quý vị. Đây là cái khu chủ chế biến thức ăn cho khách hàng. Đây là chả lụa, khu này bán chả lụa, bán phở, đủ loại, rồi bún thịt nướng. Đây một tô như thế này là 30.000 đồng. Đây một tô bún thịt nướng gì là 30.000 nè. Có chừng đó thôi. Như vậy là cái tìm chỗ này là coi như là Nga bán bún thịt nướng và chả cá đủ loại.